Đầu tiên xin chào tất cả anh em cần thủ đang có tầm tổ quốc. Hôm nay tục lên em một clip gồm 20 câu nha anh em. Thì 20 cần câu này 20 cần của carbon hàng kiện Nhật. Thì đa phần clip này em lên đó, cho anh em là lô cần đai qua nha anh em. Thì sẽ có đai qua carbon Whisker, Holylock và dòng Kentucky đó. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chế thanh toán này, hàng lỗ không clip lên đó thì xem lại. Rồi cảm ơn em. Tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây hàng nội địa nha mọi người. Đó. Đây, sẵn gần guốc nha. Thì cây này là một cây hàng của Olympic nha anh em, hàng Olympic. Tesco. Sẵn thì khỏi chê, sẵn như con gắn luôn. Đây, chỗ này nó có cái nhãn mà nó bị chóc nè mọi người. Đó. Cái này anh em lấy acetone là lau là ra nha. Đó, không ảnh hưởng gì. Thì cặn thì bao đẹp rồi. Đây. Olympic nha anh em, hàng nội địa Nhật. Chất liệu carbon sẵn hai da. Sẵn như con gắn luôn. Đọt tháp nha anh em, cái này đọt tháp. Carbon. Đây, đọt trên đọt tháp, fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji. Fan Fuji lỗi sắm. Thì cái này dài 2m7 nha anh em, dài 2m7, độ cứng nó để ở đây là độ cứng từ 80 đến 120 nha. Dài 2m7 cứng 80 120, carbon hai da. Bát Fuji, fan Fuji, hàng nội địa. Thì cái này nặng là 100, nặng là 300g, đọt 1.7, cứng từ 80 đến 120. Rồi, giá công khai là 1 triệu nha anh em, 1 triệu cộng ship. Đây. Sẵn hết chỗ che nha. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây cần bit. Đó, mất tiêu cái tên rồi. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây cần bit sắt. Thì cây này em lấy từ thị trường Nhật về. Đó. Chất liệu rồi liệu carbon pha. Fan là fan Fuji. Đó, fan Fuji mà dạng Fuji biển nha mọi người. Đây, nguyên bộ fan Fuji biển. Thì cái này nó dài 2m7 nha anh em, dài 2m7 cứng 200. Đó, con này về cho anh em câu câu biển, câu rái, anh em câu tra thịt, đó, đánh bò. Đó, cực kỳ ok, buông chống sắn bu biển luôn nha anh em. Buông chống sắn bu biển luôn. Fan nó bị rằn rằn nè, nó bị oxy hóa. Không ảnh hưởng cho anh em nè, fan nó bao chắc nha, fan Fuji mà. Đây, hàng Korea xuất Nhật nha anh em. Đó. 227. Ngoại hình mới sạch sẽ. Fan thì ok. Đó. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji. Đó. 27 cứng 200, tính tra thoải mái nha anh em, tính tra thịt sẵn hàng thoải mái. Thì cái này nặng là 630g, đọt là 5.3. Giá công khai cây số 2, giá là 1.3 nha anh em, 1.3 cây số 2. Đó. Bao ok nhé. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 em lên cho mọi người quẳng một cây cần 27 fan biển. Cây này cây của hàng Alpha Taco nha anh em, hàng Alpha Taco. Đó, hàng Korea xuất Nhật. Cây này cứng 120 và 27, độ cứng rất là chuẩn cho anh em săn tra. Câu tra, câu lăng xê, săn hàng. Bu là bu chống sắn. Bu biển nha anh em, fan biển luôn. Thì cần nó có xước sát mọi người. Đó, cần nó xước sát nha. Đó. Được cái đổi là được cái dàn fan cực kỳ chắc nha anh em. Đó, fan là fan Fuji biển. Fan Fuji biển nha anh em. Đó, fan Fuji biển đây. Đó. Phen bao chắc nha. Cứng 127 là đánh bao cảm giác này, bao lực này. Đó. Phen thì ok, không lỗi lầm gì hết nha. Phen ok, không lỗi lầm gì hết. Thì bát Fuji, phen Fuji và 27 cứng 120, đọt 3 ly. Nặng là 345g, chất liệu carbon. Rồi, giá công khai cây số 3, giá là 1.4 nha anh em, 1.4 cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người là một cây cần của Ryobi. Đó. Cần Ryobi thì cây này 3 khúc nha anh em, 3 khúc. Cứng 120 dài 3m nha anh em, cứng 120 dài 3m, đọt thấp. Thì cây này sẽ ổ bộ fan là bộ fan Fuji dạ quang nha anh em, Fuji dạ quang fan cầu. Đó. Chất liệu carbon nha mọi người, đọt thấp. Thì cái này về dạng cha đánh chép, tính lăng xê, dạng đánh bạo lực rồi. Đó. 3 khúc đến bạo lực, thôi anh em về đánh tiêu. Đó. Rất là ok nha mọi người. Bát là bát Fuji anh em, fan là fan Fuji cầu, dạo quang. Đó. Chất liệu là carbon, ngoại hình xuất sắc nha anh em, ngoại hình xuất sắc, cần nào xuất sắc thì em nói anh em xuất sắc. Đây, ngoại hình xuất sắc.
mà được cái chất lượng rất là ok nha anh em. Đó, cứng 120, dài 3 m 3 khúc là chất lượng khỏi chê rồi. Đó, fan cũng rất là ok luôn. Thì cái này nặng là 570 g, đọt là 3 ly 1, giá công khai cây số 4, giá là 1,2 triệu nha anh em, 1,2 triệu cây số 4. Xin lên cho mọi người là một cây số 5 nha anh em. Thì cây số 5 lên cho mọi người là một cây cần của cặp đai quá dòng Mobiker, dòng là đệ nha anh em. Đó. Thì tay cây này thì bắt đai qua đề cao đây, tay cầm dẹp nha anh em, tay cầm đặc biệt nha, pencil grip, chất liệu carbon, carbon thay da nha mọi người. Đó. À, tay cầm rất là ok nhé. Đây, hàng khai da, dài 2m5. Đây qua. Fan là fan Fuji xám nha anh em, fan Fuji xám. Bù xít nha anh em, fan Fuji xám bù là bù xít. Đây. Rất là đẹp luôn. Đó. Fan ok rồi, không lỗi là đọc tháp mà dạng hai da nha mọi người. Đó, sẵn nè. Hàng nguyên zin nha anh em, nguyên zin nguyên kiện luôn. Đó, tay cầm dẹp. Cây này rất là nhỏ gọn tiện nè, đó. Rất là ok luôn nha anh em. Thì cái này dài 2m5, nặng là 280 g, đọt là 1 ly 9. Độ cứng cái này ra tầm khoảng 80-100 nha nè, 80-100, nó cứng đều vô trong nha. Rồi, giá công khai cây số 5, giá là 1,3 triệu nha mọi người, 1,3 triệu cây số 5. Đó, dòng carbon whisker, 2 da, nội địa. Tiếp theo cây số 6, thì cây số 6 vẫn vậy. Đây, một dòng carbon whisker, 2 da, mà cây này được 2m4 nha nè, 2m4. Đây, Romit, đây qua, đó. Carbon Whisker đó, sẵn hai da nha mọi người đó. Thì tay này vẫn là tay cầm dẹp đó, pencil grip, tay cầm đặc biệt, bát là bát Fuji đó, bát Fuji rất là ok nha anh em đó. Cái này thì đẹp, ngoại hình đẹp, sạch sẽ đó, đọt sẵn nè mọi người đó, đọt thấp nha mọi người, đọt thấp sẵn nha. Thì fan vẫn là fan Fuji lỗi xám nè, bu vẫn là bu bu xít nè, bu xít, fan Fuji lỗi xám bu xít. Thì cái này nguyên zin nguyên kiện nhá, nguyên zin nguyên kiện không lỗi. Thì cái này độ cứng vẫn là 180-120, dài 2m4, nặng là 260 g, đọt 1 ly 8, giá công khai vẫn là 1,3 triệu cộng ship nha. Cây số 6, tiếp theo cây số 7, thì cây số 7 vẫn là vậy, một cây pencil grip carbon whisker đó, đây nó đây. Đó, chui cán cầm đẹp đẽ sạch sẽ nha nè, chui cán cầm đẹp đẽ sạch sẽ. Fan là fan Fuji đổi xám nè, bát là bát Fuji nha anh em, bát Fuji carbon hai da, carbon whisker. Thì nó bị xước xác nè mọi người, nó bị xước xác nha. Thì cái này dài hết 7 độc vẫn là độc tháp đây, sẵn đây đó. Thì cái này được thay đầu bu nha anh em, được thay đầu bu rồi. Đó, thường thì nó sẽ đầu bu là đầu bu chống đầu bu xít chứ nè, nhưng mà cây này được thay đầu bu rồi, vẫn vậy nha anh em, đủ mét nha, đủ mét đủ tắc đó. Đây, fan vẫn là fan lỗi xám, bu vẫn là bu Fuji nha anh em, fan xám bu Fuji, ngoại hình tương đối sạch sẽ, cái độ xước cái này một tí, đó, xước cái này tí thôi, đó, không ảnh hưởng gì phôi, thì cặn sau thì em phôi sau cho anh em vậy, đó. Thì cái này nặng là 300 g, đọt là 1 ly 6. Cứng là một từ 80-120. Thì giá công khai cây số 7, giá là 1,3 triệu nha anh em, người ta lỗi nhẹ đầu bu đó, 1,3 triệu. Dòng này về cho anh em câu cha chép đăng xe rất là ok nha, đó, rất là đặc biệt luôn. Rồi, cây số 7 giá 1,3 triệu. Tiếp theo cây thêm lên cho mọi người là cây số 8 nha anh em. Thì cây số 8 nó còn full túi luôn, full túi full hợp luôn. Thì vẫn là một cây đai qua carbon wicker. Đây, nó dùng pencil. Cái này dài 2m7 nha mọi người, dài 2m7. Đây, thông số đây. Cái này cứng ra tầm khoảng 80-150 g nha anh em. Đó. Giá nó bán từ Nhật 25.700 yên, nó đâu đó ra tầm khoảng gần 6 triệu từ Việt Nam nha anh em, gần 6 triệu từ Việt Nam. Giá mới. Về Việt Nam thì nó sẽ rẻ gấp 3 gấp 4 lần rồi. Đó. Đây, góc ở đây. Đó. Góc pencil. Rất là ok, đặc biệt nha mọi người. Fan là fan Fuji lỗi xám nha mọi người, fan Fuji lỗi xám trắng nha. Đó, bát là bát Fuji. Đó, fan Fuji lỗi xám nha, carbon nè. Đó. Hàng nội địa nha anh em, hàng nội địa.
đọt tháp cho anh em, đọt tháp sẵn nè. Đó. Đây, bộ bộ xin của nó đây, bộ xít nè, bộ xít. Bộ zin là bộ xít nhá. Đây, thông số nó đây, nó có dán lên đây lên. Thì cái này do đọt tháp á mọi người, đọt nó sẽ nhỏ nhưng mà độ cứng nó sẽ trải dài vào trong nha, chứ không phải là nó cứng đơ. Đó. Rất là đẹp nha mọi người. Đó. Rồi giá công khai cây số 8 giá là 1.6 triệu, 1.5 triệu nha nè, 1.5 triệu cộng xếp cây số 8. Tiếp theo cây số 9 thì cây số 9 em lên cho mọi người là một cây tay qua Holylock. Đó, dòng này dòng là carbon, carbon Vicker, carbon hai da. Đó thì cái này quẳng là dài hết 7 nha nè, dài 2m7. Đây đó, sau đợi cho anh em xem. Dòng này cán 3 khúc, cán đời cao nha, vẫn là cán dẹp nhưng mà đời cao. Đó. Phen là phen Fuji nha anh em, phen Fuji dạ quang, phen Fuji loại xám nha anh em, phen Fuji loại xám đây. Carbon sẵn trên ngọn mình cũng còn thấy. Carbon sẵn nha anh em, sẵn nha. Thì cái này là một cây nguyên cây, đó, nguyên cây. Nguyên cây carbon, đọt không tháp. Đẹp nha anh em, phen đẹp, ngoại hình ok, sạch sẽ. 2.7. Thì cái này độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 120 nha anh em, 80 đến 120. Đó. Đó, nó cứng đều vô trong nha. Ngoại hình ok sạch sẽ thì dạ, cái này nặng là 300g, đọt 2 ly, độ cứng 80 đến 120. Rồi, giá cây số 9 giá quán là 1.5 triệu nha anh em, 1.5 triệu cộng ship. Đây, đó. Cái đọt đây mọi người, đọt nó thấy quăng carbon nó sẵn nè, nó thấy không? Đó. Đọt cái này quăng carbon sẵn nha anh em. Đó. Thôi khỏi chê, nó dòng đây qua nội địa. Rồi, cây số 9 giá 1.5 triệu. Tiếp theo cây số 10. Thì cây số 10 em lên cho mọi người là một dòng đây qua carbon. Thì hàng này là hàng carbon Cost xin em, Cost. Đây nè, cái này dài hết 7, 2 đọt, một đọt cứng 50, một đọt cứng 80, 3 khúc nha em, 7, 3 khúc, 2 đọt. Đây. Dòng dạng carbon hay da đọt tháp. Thì hai đọt này rất là tiện cho anh em xây chuyển đánh. Thì chỗ nào nước sâu, nước chảy mạnh thì anh em lấy đọt cứng anh đánh. Chỗ nào nước chảy yếu, cạn nông thì anh em lấy đọt mềm anh đánh. Đánh chép cũng vậy, săn chép cũng hay săn cha. Thì theo anh em xây chuyển đọt mà anh em câu, rất là tiện lợi nha mọi người. Thì hai đọt cho anh em hàng nguyên zin nha, nguyên zin. Cần nguyên zin để bảo anh em nguyên zin đẹp đẽ sạch sẽ, keo chỉ ok, carbon sẵn hai da. Thì dòng này được sản xuất tại Taiwan nha anh em, dòng này được sản xuất tại Taiwan. Đây đó. Đây Taiwan, đây nó có xuất sáng nha anh em. Đó, hàng sau hiện báo anh em vậy thôi đó. Rất là ok, ngoại hình ok sạch sẽ, lỗi ít xuất sáng ít nha anh em. Rồi thì cái này nặng là 285g, đọt 2 ly 3, độ cứng 80, đọt 2 ly độ cứng 50. Rồi, giá công khai cây số 10, giá là 1.6 triệu mọi người, 1.6 triệu cây số 10. 3 khúc 2 đọt. Rất là tiện lợi. Tiếp theo cây số 11. Thì cây số 11 em lên cho mọi người là một cây cần đây qua, carbon Vicker, dòng nội địa nha anh em. Dòng này thì anh em khá nổi tiếng vì nó là sẵn nhất. Đó, dòng đây qua carbon Vicker. Holylock, bát là bát Fuji, tâm quang Japan, fan là fan Fuji loại xám. Đó. Đây, đọt nó được tháp nha anh em, đọt được tháp foil caro, bullshit nè, bullshit. Đây mọi người, đọt nó được tháp foil caro nha. Thì cái này cứng 30, dài 3m nha anh em, cứng 30, dài 3m. Thì độ cứng này rất là chuẩn cho anh em câu lăng xê, câu chép. Carbon sẵn hai da mọi người. Đó. Dòng này đánh cực kỳ cảm giác luôn, bao nhạy cá luôn nha mọi người. Đó. Thì cái này dài 3m, cứng 30, nặng là 340g, đọt là 2.7 ly. Giá công khai cây số 11, giá là 1.2 triệu nha anh em, 1.2 triệu cây số 11. Carbon sẵn ít nha anh em, sẵn ít mà sẵn nổi luôn á. Rồi tay là nhắm tay nha mọi người. Đó. Tiếp theo cây số 12. Thì cây số 12 vẫn là một cây đai qua carbon Vicker. Thì dòng này thì dòng sẵn hàng rồi. Đó, dòng này cứng 80. Cứng 80, dài 3m3,
Đó, phen là phen biển anh em, phen biển phen cầu nè. Đó, để sau cho anh em. Đó, rất là ok nha. Dàn phen này có nước đánh bạo lực thôi. Đó. Thì ngoại hình cái này có xuất sắc anh em, nó vẫn sẵn ít bình thường. Đó. Đây, xuất sắc nha. Đó. Phôi vẫn là phôi sẵn ít, không ảnh hưởng gì tới phôi nha anh em. Được cái là bộ phen nó nhìn cực kỳ ngầu nha mọi người. Đó. Bao ngầu luôn nha. À, bu nó đây, đó, bu là bu biển nha anh em, bu biển bu xích nha, bu mà chè. Thì cây này em bao lỗi lầm, bao xin luôn, đó, cây này xin từ A đến Z luôn. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Thì cái này nặng là 480 g, đọt là 3.6 ly, cứng 80, dài 3.3 m. Giá công khai cây số cây số mấy trời, cây số 12, giá là 1.5 triệu nha anh em, 1.5 triệu cây số 12. Tiếp theo cây số 13. Thì cây số 13 em lên cho mọi người quẳng một cây hàng cho anh em đánh biển. Đây, đó, một hàng cho anh em đánh biển. Thì dòng này dòng đây qua carbon vít cơ. Đó. Đây, dòng hai lên lóc đây qua carbon vít cơ. Nó sẵn này, đó, nó sẵn găng guốc luôn. À, bát Fuji Japan nha anh em. Dòng này nội địa nhá. Thì cây này độ mới anh em, có mới. Cây này độ mới là tầm 92% đó. 90-92%, bu xích trong sắn, đó, bu biển. Phen là phen cầu, phen biển anh em, phen cầu, phen biển, hàng này hàng nguyên zin nha, nguyên zin chưa độ chế gì hết, chưa lên keo đi chỉ gì hết luôn. Cứng 80 và 27, độ cứng cực kỳ chuẩn cho anh em câu cha, chép, lăng xe, tình trạng đánh bao lực đây, đó, cục biển, sân hàng. Thôi ok nha mọi người, thôi ok. Rồi, giá công khai cây số 13, giá là 1.6 triệu nha anh em. Cây số 13, giá 1.6 triệu. Thì cây này cứng 80 và 27, nặng là 380 g, đọt là 3.5 ly nha anh em. Đó, test độ cộng cho anh em xem luôn. Đó, rất là ok nha. Tiếp theo cây số 14. Thì cây số 14 nó lên cho mọi người một cây NFT. Đó. Dòng carbon 2 da. Đó. Đây, dòng NFT, phôi khá là nổi tiếng, phôi Power Lock. Bát Fuji Tam Quang Japan. Đó, phen là phen cầu, phen biển anh em. Đó. Đây, đó, bộ phen cực kỳ chắc nha mọi người. Loại xám nha. Chắc như nó cắt luôn. Rồi sẵn hai da nè. Đó. Rồi bao lớp sóng hai da nha mọi người. Đó, đây, trên đây nó có chóc lớp sừng bóng nha anh em. Đó, lớp sừng bóng bị chóc nha. Đó. Cần sao thì em báo anh em vậy, ngoại hình có xuất sắc. Đó, ngoại hình có xuất sắc nha anh em. Đó. Xuất sắc đầy tí, xuất đầy tí. Đó, ngoại hình có xuất sắc chóc sơn nha. Đó. Thì mấy cần này thì gỡ thợ quẳng sơn lại bình thường nha anh em, sơn lại vẫn đẹp vì nó không ảnh hưởng gì tới phôi hết. Đó. Phôi này thì bao chắc rồi, phôi hay da, power lock. Thì cái này cứng 80, dài 3 m nè, đó, cứng 80, dài 3 m. Độ cứng cực kỳ chuẩn cho anh em câu cha, chép, lăng xê, đó, câu biển, câu bạc bờ. Rồi, thì cái này nặng là 160 g, đọt 3 ly. Đó, cái này nặng 260 g, đọt 3 ly. Giá là 1.4 triệu nha nè, cái số 14, 1.4 triệu. Các cây này em căng lại quá, em căng nhầm cái này rồi. Để lại. Đó. Tiếp theo là cây số 15. Thì cây số 15 em đưa cho mọi người một cây Daiwa Holy Lock Carbon Wicker, hàng nội địa. Thì vẫn là một cây sẵn ít toàn thân. Đó. Sẵn tới công chuyện luôn. Thì cây cứng 50, dài 3.6 m anh em. Cứng 50, dài 3.6 m, sẵn là hết chỗ chay. Bu là bu xít nè, bu xít. Ngoại hình đẹp nha mọi người. Bu xít, phen là phen Fuji lỗ xám nha. Đó. Bu xít, phen Fuji lỗ xám, phôi sẵn ít. Sẵn tới ngọn nha nè, nguyên cây carbon sẵn tới ngọn, hàng nội địa, carbon Victor. Bát là bát đây qua.
Thì cái này cứng 50, dài 3m6, rất là chuẩn cho anh em câu chép nha. Đó, cái này chuẩn cho câu chép rồi, câu chép, câu tra, lăng xê. Thì có một phen này em đi chỉ lại nha mọi người. Đó, phen này em đi chỉ lại. Đó, thì cần sao thì em báo anh em vậy. Thì cái này cứ nặng là 300g, đọt là 2,1 ly, giá 1,2 triệu anh em. Cứng 50, dài 3m6, giá 1,2 triệu. Tiếp theo cây số 16. Thì cây số 16 lên cho mọi người là một dòng đây qua Holylock. Đây, à, Holylock carbon sẵn ít nha mọi người, carbon sẵn ít. Dòng này anh em rất là chuộng luôn. Đó. À, phen là phen lỗi xám nha anh em, phen lỗi xám đây. Đó. Sẵn ít, ngoại hình có xuất sắc nha anh em, ngoại hình có xuất sắc. Thì cái này cứng là 80, dài 3m3, độ cứng rất là chuẩn nha anh em. À, cứng 80, dài 3m3, độ cứng bao chuẩn luôn. Đánh tra cũng được, câu chép, câu lăng xê cũng được, câu bạc bờ biển cũng rất là ok luôn. Thì cái này nặng là 480g, đọt là 3 ly. Rồi, giá công khai cây số 16, giá 1,5 triệu nha anh em. 1,5 triệu cho cây số 16. Tiếp theo cây số 17. Thì cây số 17 em lên cho mọi người là một dòng cần đai qua Hilux. Thì em lên cây số 17 và cây số 18 là một cặp nha anh em. Đó. Em chỉ đọc có thông số một cây thôi. Thì cây số 17 em lên cho mọi người là một dòng cần đai qua Hilux. Thì cây này cứng 80, dài 2m7. Đây, đó, vẫn là carbon sẵn ít nha anh em. Đó. Ngoại hình có xuất sắc nha. Em nhắc lại, ngoại hình có xuất sắc. Đó. Nhưng phôi thì em bao phôi nha. Phôi bao chắc này. Đó. Sáng ít như này, sáng ít. Cần sau thì em nói quậy thôi, chứ không nói vòng vòng. Đó, góc là ok như này. Thì cái này cứng 80. Đây, dài 2,7. Nặng là 405g, đọt là 3,1 ly. Rồi, giá công khai cây số 17, giá là 1,4 triệu như này, 1,4 triệu cây số 17. Cây số 18 cũng vậy, 1,4 triệu. Đó, cặp bò sẵn nha mọi người. Đó, cặp bò sẵn ít 80 và H7. Thì hai cây này như nhau, nó ngoại hình nó na ná nhau. Đây. Sẵn ít nha nè, sẵn ít. Không chê đâu được. Đó, rồi, cây số 18 giá vẫn là 1,4 triệu nha anh em, 1,4 triệu. Tiếp theo hai cây cuối cùng, đó, được gọi là hai cây này được gọi là hai cây săn hàng. Đó. Hai cây hàng hiếm nè. Thỉnh thoảng lâu lắm mới về được hai cây này. Thì cây số 19, cây số 19 em lên cho mọi người là một dòng đai qua Kenyaki. Đó. Dòng này dòng nó để chắc 100% này. Đó. Phôi carbon, phôi đời đầu. Thì cây này cứng 200 và H7. Thì dòng này về chi cho anh em đánh bạo lực, câu biển, câu đáy nha anh em. Đó, anh em thích đánh cá cha, dạng đánh cá cha bạo lực á, săn hàng á, lấy cái này đánh. À, gốc là gốc gỗ nha anh em, gốc gỗ đối trọng. Đó. Thì còn rất là đẹp đây, cái gốc nó còn rất là đẹp luôn. Đó, không xước xác gì hết. Ngoa quăng thì rất là ok. Đó, bát là bát Fuji. Đây, phen là phen Fuji cầu nha anh em, phen Fuji cầu, dạ quang, phen biển đây. Đó. Thì anh em có thấy cái độ xi, độ muối của nó rất là ok luôn nha, chưa bị xi muối luôn nha. Đó. Phen này cũng vậy. Đó. Cái này về dạng anh em câu dùng lướt ra đó. Đó. Em lấy tại cửa hàng nha, rất là mới, phen rất là mới luôn nha anh em. Đó, đây, đó, phen cầu, phen biển dạ quang nha. Bu luôn. Đó. Phôi là phôi sẵn nha anh em, phôi sẵn. Thì cây này nó vẫn có độ xước xác li ti nha anh em. Đó, xước xác li ti. Đó, chứ không phải gọi đẹp xuất sắc nha. Đây, xước xác li ti. Đây cũng vậy. Cái này do vận chuyển nó cạ vào thôi anh em, chứ không ảnh hưởng gì đâu. Đó, sẵn thì khỏi chê. Thì cây này cứng 200 và H7, chia cho anh em câu máy điện, câu đáy, câu biển. Đó, câu máy săn hàng. Thì cái này nặng là 570g. Đọt là 4,4 ly. À, giá công khai cái số 19 giá là 2,2 triệu nha anh em, 2,2 triệu cái số 19 keo ok hết nhá. Tiếp theo 20, cái cuối cùng nha anh em. Đó, cái cuối cùng
Thì cây cuối cùng này nó còn tối nha mọi người, đó còn tối luôn. Đây anh em nhìn bộ phen nó đây, bộ phen nó cực kỳ ngầu và lực lưỡng luôn. Thì cái này là một cây Daiwa Kenjaki cứng 300 và 2.7 với em, cứng 300 2.7, phôi là phôi carbon cây qua Kenjaki đó. Thì carbon sáng ít ít đỏ luôn đó, keo chỉ ok, đẹp đẽ sạch sẽ. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji biển đó, phen Fuji dạ quang biển luôn. Mới thì cây này dạng cây này về cho anh em câu đáy, câu cá dàn phen đó, dàn phen thì đánh bông lau dạng sưu tầm cũng được, rất là ok đó, gốc còn rất là đẹp nha anh em. Carbon sáng ít, phen là phen Fuji, bát bát Fuji rất là đẹp luôn. Đây anh em nhìn cái phen nó đây, nó phen nó giống như cái sừng sừng trâu vậy đó, cực kỳ ok nha anh em. Dạng bu nó đây đó. Bu là bu chống sắn nè, bu chống sắn, bu dạ quang luôn đó. Rất là đẹp luôn, không lỗi lầm gì hết, nguyên zin nguyên kiện. Thì cái này nặng là 580g nha anh em, nặng 580g, đọt là 5 ly 3. Rồi giá công khai cây 20, giá là 3.5 triệu nha anh em, 3.5 triệu cho cây 20, một cây hàng VIP đó. Rồi đó tổng cộng 20 cây cần em ra cho anh hôm nay. Nếu anh em mừng cái nào chốt lên lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em.